Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với không gian đẳng cấp và sang trọng của Sofitel Sài Gòn Plaza, nơi mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ diễn ra cuộc tranh tài tìm ra quán quân siêu bánh mùa đầu tiên. Ngay bây giờ hãy cùng theo chân Ngọc Châu để gặp những nhân vật đặc biệt ngày hôm nay nha. Mọi người đang đến với ballroom của Sofitel Plaza và đứng bên cạnh Ngọc Châu xin giới thiệu với mọi người là anh Alistair Minty, quản lý cấp cao của Sofitel Sài Gòn Plaza. Và Ngọc Châu rất là vui khi ngày hôm nay nhận được sự hỗ trợ, sự đồng hành của Sofitel cùng với vòng chung kết của siêu bánh. So hi Alistair, so how do you feel today? Very excited. Warm welcome to the Sofitel Saigon Plaza and our Diamond Ballroom. Yeah, so thank you for all your supporting for us. I see you repeat a lot of things to welcome the audience and Packer today. So now let me meet them. Hãy chào đón hai thí sinh của vòng chung kết và các nhân vật đặc biệt ngày hôm nay. Chào mừng mọi người đến với chung kết siêu bánh ngày hôm nay. Và trước khi đến với vòng thi chung kết thì Ngọc Châu xin phép mời mọi người cùng thưởng thức những chiếc bánh ngọt mà đã được Alistair chuẩn bị cho mọi người. So actually today we prepared some of our signature macaron cake. So Sofitel is coming from France. Yes. France is famous for their gastronomy. Yes. So of course we wanted to infuse some of that French DNA into some of our macaron cakes. Yeah. So today the contestants can try a range of our macaron cakes. We have a pistachio, strawberry, blueberry, mango and raspberry. So they can try a range of different flavors. So also giving some of the Vietnamese fruit flavors into the French twist. I love a macaroon, and these are just have the perfect bit of crunch, and the flavor of the filling is just extraordinary, Alistair. A big thank you from my side for all the contestants and the judges for coming today and trying our signature macaroon cake. I hope you enjoyed, and wishing the contestants every success today. Good luck. Và ngay bây giờ chúng ta hãy làm quen với các nhân vật có mặt tại đây ngày hôm nay. Xin trân trọng được giới thiệu giám khảo Cao Siêu Lực, tổng giám đốc công ty cổ phần bánh kẹo Á Châu, giám khảo Phạm Thị Huân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Ba Huân, giám khảo Phan Tôn Tịnh Hải, nghệ nhân ẩm thực Việt Nam, hiệu trưởng trường nghệ thuật ẩm thực VCA, giám khảo Valentin Trần, giám đốc công ty Andros Asia, giám khảo Alistair Minty, quản lý cấp cao khách sạn Sofitel Sài Gòn Plaza, giám khảo Tracy May Weather, trưởng ban biên tập tạp chí AQB Việt Nam. Và xin trân trọng giới thiệu hai giám khảo, hai vị cố vấn đồng hành với tất cả các bạn thí sinh từ những ngày đầu tiên. Xin giới thiệu giám khảo Kiều Anh. Giám khảo Vân Anh. Hai nhân vật chính ngày hôm nay xin giới thiệu thợ bánh Bảo Khanh cùng với thợ bánh Phương Nguyên. Chú Lực ơi, chú là một trong những nhân vật hay đưa những đại diện của Việt Nam đi thi những cuộc thi quốc tế. Vậy thì chú có chia sẻ như thế nào đối với hai thí sinh của chúng ta ngày hôm nay ạ? Tôi mong cái phần ngành bánh của Việt Nam phát triển còn mạnh hơn nữa, có một cái tạo nhân tài, phát huy cái phần tài năng cho thế hệ trẻ. Đó là mong muốn của tôi. Dạ, cảm ơn chú. Còn anh Valentin thì sao ạ? Đã đồng hành với thí sinh cũng rất là nhiều vòng rồi. Ngày hôm nay gặp gỡ hai thí sinh tại vòng chung kết thì anh có mong chờ điều gì hay không? It's a great occasion for all the audience to see how to cook cake in Vietnam, that we cook more and more cake. I think it's good also for the consumer to see that beauty. We provide some ingredients for the bakery to also educate also the consumer to eat less sweet, discover some different pastry from the Vietnam, some new also local taste, new fruits. I think it's good also to show from Vietnam. Yeah, thank you.
cảm ơn những chia sẻ của anh Valentin. Thì không biết là cô Bảo Hưng có điều gì dặn dò hai thí sinh của chúng ta trước khi bắt đầu phần tranh tài của mình không ạ? Tôi hôm nay rất là mừng, vui khi mà chúng ta càng ngày càng phát triển, nhất là cái ngành bánh. Mà tôi làm nghề trứng thì bánh không thể nào thiếu trứng, nên tôi rất là tâm đắc. How about you, Alistair? Điều gì làm nên chất lượng, đặc biệt là những tiêu chuẩn hay là những chiếc bánh con mà mình muốn phục vụ cho khách hàng của mình? I think we talk about consistency a lot in the food and the service that we offer at a five-star hotel. It's all about getting those small details right, getting the right balance of flavors. Creativity, innovation is very important, and the food is very key as well. So I believe that has contributed to our success over these 25 years. Khi mà Tracy chia sẻ về những chiếc bánh ngọt thì Tracy sẽ ưu tiên chia sẻ điều gì nhất với những độc giả của mình? To me, the criteria for a good cake is how it tastes. When I write about a cake, I want to tell my audience how beautiful the flavors are, especially here in Vietnam, with the incredible range of fruits that you have and incredible ingredients that we don't have in the rest of the world. I commend you all and I cannot wait to taste your creations. Chị Tịnh Hải có mong chờ điều gì và chị có dự đoán như thế nào về cái đêm chung kết ngày hôm nay không? Khi mà đọc đề trong cái bán kết là tôi đã chóng mặt rồi. Tôi nói các bạn từ cái chương trình này ra thì bạn đúng là siêu bánh. Tôi thấy cái sự linh hoạt và sự ứng xử biến hóa theo cái từng đề thi của giám khảo rất là nhiều. Sự chỉnh chu cũng như cái sự ngọt ngào của các thí sinh làm cho tôi có một sự kỳ vọng. Yes, girl. Chị Phương Nguyên ơi, cảm giác của chị như thế nào? Đang rất là lo lắng. Em thấy là lo lắng là nó hiện lên mặt luôn đó trời. Vậy thì còn chị Bảo Khanh thì sao? Cảm giác của chị như thế nào? Tại bây giờ thì em cảm thấy rất là vui khi mà được có mặt tại đây ngày hôm nay với sự nỗ lực và sự cố gắng của mình trong cái thời gian qua đã được mọi người công nhận. Em cảm thấy cũng rất là háo hức để được thể hiện bản thân nhiều hơn. Xin mời chị Oanh và chị Vân Anh cùng chia sẻ một chút xíu về đề bài ngày chung kết hôm nay đi ạ. Thì Kiều Oanh có một cái lời nhắn nhẹ đến hai thí sinh. Hãy làm những chiếc bánh không chỉ là bánh, để cho chúng tôi thấy được tình yêu bánh mãnh liệt của các bạn. Ý tưởng thử thách đầu tiên cho các bạn đó là các bạn sẽ thực hiện một chiếc bánh tạo hình thể hiện biểu tượng tự hào của đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta và có chiều cao tối thiểu là 1m2. Cái này là chóng mặt thiệt đó em. Wow, 1m2. Nhưng sẽ chưa dừng lại ở đó. Ý tưởng thứ hai, hôm nay các bạn sẽ hóa thân thành một nghệ sĩ đưa chúng tôi đến một bản hòa tấu hương vị đầy cảm xúc. Các bạn sẽ làm một bàn tiệc cao cấp gồm 4 loại bánh: bánh chay, bánh có vị chocola, bánh lạnh và bánh mặn, với 4 trải nghiệm vị giác: tiền vị, trung vị, hậu vị và lưu vị. Lúc mà nghe đề xong thì mình nhảy số, mình hỏi tiền vị phải như thế nào, trung vị phải như thế nào. Trời, mình ấy, mình không biết mình có nên từ bỏ thời cuộc thi từ bây giờ không nữa. Và không biết là chị Phương Nguyên và chị Bảo Khanh đó, mình có thắc mắc gì về đề bài này không ạ? Khoan, quanh còn một ý này nữa. Ghi danh vào chiếc cúp quán quân của siêu bánh, bạn phải đưa nghệ thuật ẩm thực phân tử vào một trong 4 loại bánh đó. Thời gian của các bạn làm sẽ là 24 giờ. Em ổn không? Chị... chút xíu nào. Chiến lược của mình là mình cứ hoàn thành 5% đi, còn 95% còn lại là mình cầu nguyện. Thông thường khi mà mình nhận một đề bài thì mình sẽ có một sự hỗ trợ từ Android Professional. Đúng rồi. Ngày hôm nay anh Valentin có điều gì hỗ trợ hai bạn hay không? For sure, Kiwan, she doesn't give you the easy challenge for you. So we have something to help you and support you. So we have an Andros Professional product to help you, to support you on the challenge. So it makes you the life easy, the challenge more easy for you normally. So really? Yeah. I hope so. So don't worry, Andros is here to help you. Xin cảm ơn Andros Professional, nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chúng tôi.
Và với thử thách chung kết lần này, hai thợ bánh của chúng ta sẽ có tối đa 24 giờ được sử dụng 4 trợ lý. Nồi chiên không dầu Sun House, nồi chiên vạn người mê. Và hai thợ bánh của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 24 giờ bắt đầu. Cố lên. Ngọt, mà nói tới bánh có thể là một cái thực đơn của một bữa ăn qua một cái nhận diện, đó là bánh, một cái những ẩm thực. Thì tôi không phải đơn thuần chỉ là nấu ăn ra món ăn, mà món ăn của chúng ta là trong đó có bánh nữa. Loại bánh Việt Nam, các loại bánh Âu, nghe như bánh là bánh tàn mặn vẫn là một cái món mặn và món ăn chính, hay là bánh bột lọc hay là bánh bèo, là cả một câu chuyện về bánh mà cả truyền thống lẫn hiện đại vẫn là như vậy. Với về kỹ năng thì đòi hỏi cái người làm một cái ẩm thực cao cấp là tinh túy và sự lắng động để nói lột tả lên những điều tinh hoa nhất trong cái nghề nghiệp của họ và tinh hoa nhất trong chất lượng món ăn của họ. Thì với góc độ chuyên môn của tôi, một cái bữa ăn cao cấp gọi là fine dining về bánh là nên có là như vậy. Vietnam from an American's perspective is singular in its incredible flavor profiles. Flavors that I had never ever tasted in my life before. This country is renowned for its food and ingredients that you cannot find anywhere else in the world besides Vietnam that are solely a part of this country. So my hope is that within the art of baking that they're going to be able to express what this country is and the vibrant culture and the beautiful flavors and this incredible place that I am very grateful and honored to be living in at this time. Hai bạn này rất là có năng lực và tìm tòi học hỏi, thì tôi nghĩ cái đề tài đưa ra không quá khó. Cái yếu tố mà người thợ làm bánh rất giỏi thì người thợ đó phải kiên trì và học hỏi và dùng những cái sản phẩm chất lượng cao. Bây giờ tôi nếm cái hương vị của bánh Việt Nam, còn có loại ngon hơn quốc tế thì tôi mừng và tôi tự hào. Nước mình, tuổi trẻ bây giờ hay lắm. Mình nghĩ là cái đề này khó ở khoảng cấp độ số 7 hoặc 8. Tạo hình thì mình cần có thời gian hoặc là cần có kinh nghiệm để mình có thể tạo ra được những cái tạo hình đẹp. Nhưng mà trong về cái đề bài này á, thì mình cần đi sâu vào cái ý nghĩa, cái câu chuyện đằng sau cái chiếc bánh. Đối với em thì nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Trong quá trình làm bánh thì mình nghĩ là điều khó nhất là cái sự kết nối giữa những cái điểm di tích, những cái đặc trưng vùng miền với nhau để tạo thành một cái tổng thể hài hòa. Thứ nhất là về màu sắc, về bố cục, rồi nó sẽ có những cái ý nghĩa đằng sau những cái biểu tượng mà mình chọn nữa. Và thứ hai là khi mà mình tạo hình á, thì những cái địa điểm đương nhiên là khó thì mới gây ấn tượng, cho nên là khi mà lựa chọn đó thì cũng là một cái thử thách lớn đó. Đầu tiên là mình muốn làm một cái chiếc bánh ai thấy cũng phải wow lên vì độ khó, vì độ phức tạp. Ở Việt Nam mình thì thật sự có rất là nhiều cảnh đẹp, có rất là nhiều bạn thợ bánh đưa lên trên chiếc bánh để thành làm thành một câu chuyện rồi. Cho nên là nhờ cái chủ đề này mình lại đem cột cờ Lũng Cú mà theo mình được biết là chưa có ai mang lên bánh để nói về câu chuyện về cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang hết. Nặng voi, nặng cọp thì nó rất bình thường rồi.
Mình thì lại muốn nặng những cái công việc mình lạ, muốn thể hiện cái kỹ thuật, cái khả năng cho mọi người biết. Bây giờ trước tiên á, da lợn á, để cho Sang đổ đi, Sang đổ da lợn được. Em là em làm bánh sô-cô-la, Vi sẽ đi nấu treo lì. Bánh chay á, thì đối với bánh chay thì mình vẫn thích nhất là bánh da lợn. Nhưng mình lại không làm da lợn cúc dừa với lại lá dứa như bình thường, mà mình sẽ sử dụng da lợn cuộn. Với trung vị thì mình sử dụng bánh mặn. Mình rất là thích cái món bò Wellington, cho nên ngày hôm nay mình đã kết hợp vào trong cái chiếc bánh này. Bên trong nó sẽ có một viên bò Wagyu được sắc hạt lựu nhỏ, bọc bên ngoài là nấm mỡ trắng và nấm truffle. Sau cùng là sẽ đến bột bánh nghiền lớp bọc bên ngoài và ăn kèm với lại đậu Hà Lan nghiền nhuyễn với sốt rượu vang. Thì mình nghĩ sốt rượu vang mà đi với lại bò Wellington thì rất là hợp. Yes. Bình tĩnh Vi ơi, từ từ không sao hết. Bình thường, bình tĩnh. Không có gì vội vàng hết. Còn một ngày mà. Thì cái ý tưởng về những cái món bánh của mình á, thì cũng vẫn dựa theo cái bánh lớn của mình, là mình mong muốn rằng nó sẽ có một cái câu chuyện, nó sẽ kết nối giữa cái hai cái phần này lại với nhau. Bánh chay thì em nghĩ ngay tới bánh trôi nước. Mọi miền đều thường ăn bánh trôi nước là bánh sử dụng bánh chay. Em vẫn muốn giữ cái truyền thống đó, nhưng mà biến tấu về vị, biến tấu về cách đề co để mang cái sản phẩm bánh chay là bánh trôi nước của mình được mọi người biết đến nhiều hơn. Cái vị thứ hai là trung vị, thì mình lựa chọn là cái loại bánh mặn. Cái phần nguyên liệu mặn mà mình sử dụng là mình có sử dụng canh ngỗng để tăng cái độ béo lên và tăng cái chất lượng trong cái món bánh của mình. Mặc dù nó nhỏ, nó ít nhưng mà nó vẫn là mang lại cái nguồn năng lượng lớn. Cái môi trường làm việc của mình với lại team của mình thì nó diễn ra khá là lâu và cũng có sự đồng điệu trong về cái cách làm việc. Thì những cái sự đồng điệu đó mang tới cho mình một cái môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, khiến cho mình cảm thấy hứng thú hơn trong mỗi ngày làm việc. Mặc dù nó sẽ có những cái sai sót nhưng mà từ đó để mình sửa đổi và hiểu nhau hơn thì mình nghĩ là nó sẽ cũng rất là cần thiết. Sao không có chị đem hai gói mà em cân có 100 gram, hôm nay em cân nhân hai công thức nè. Có một công thức không bạn? Hai gói. Có một công thức. Cái này của em là hai công thức đây nè. Trong khi đó chị nhà chị cân là hai công thức. Em nghĩ như đây mà 12 đường ba bột bắp hả? Em có nghĩ như đây là 2 đường ba bột bắp không? Cái này phải là 24 đường trong đây nè. Em làm em không hỏi chị gì hết à? Làm hư một đường hết, chị kiếm có rồi. Vi đâu rồi? Bây giờ em phải đi nấu thêm một lần dừa này nữa. Khi mà ở nhà mà làm việc với nhau nó cũng như vậy nữa. Nhiều khi là lu bu, mỗi người làm một việc, không bắt đầu nói nhau thì lại không có tập trung nghe, mà mọi người sẽ không có hiểu ý nhau và thường xuyên là bị hiểu sai ý, rồi bắt đầu là làm sai hoặc là làm bị thiếu hụt công thức. Thành ra là cái thành quả nó cho ra là nó không được như ý muốn, thì phải đổ bỏ và làm đi làm lại rất là nhiều lần. Bởi vì mình cũng quen rồi. Andrew Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Không được đổ dày quá, không được đổ mỏng quá, như đó là ổn rồi. Cái gì bánh trong là được. Khoan. Không có đâu, bánh đồng hồ đi em, 3 phút. Đồng hồ đâu, mình có mấy cái đồng hồ lận mà. Cái đó chưa chín. Nó còn trắng bóc mà em thấy hả? Kinh nghiệm là hư rồi. Xong chưa em? Xong chưa da lợn nè? Da lợn mình có rồi nè, em chưa làm caviar luôn. Ê, một tu le nữa, bánh quy nữa.
Dạ, dạ hai chị. Rồi. Dạ được khoảng tầm 50-60% mỗi món đó chị. À 50-60%. Kéo cắt giùm em với, em đang làm cái này phần... em đang làm cái gì? Dạ em đang làm phần trang trí cho cái bánh sô cô la. Cái này là hạt ha? Dạ, đây là hạt mắc ca. À, có gì đặc biệt đúng không? Phần deco là một phần bí mật. Vậy là phải chờ đợi. Phần bí mật. Phần bí mật. Em hy vọng là không làm chị thất vọng. Xem cái quan sát thì dạ, chị thấy là cái làm việc nhóm của tụi em rất là tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Cố lên nha. Dạ, cố lên. Dừng. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Làm việc nhóm của tụi em rất là tốt. Dạ. Dài dứt. Cái này là bạn đang dùng để làm bánh gì? Dạ, em dùng để làm món mút cốc này là bánh quy muối. Cố gắng sẽ làm món cốc đó ngon hết mức có thể. Nghệ thuật ẩm thực quân tử của bạn sẽ dùng cho món nào? Cho món đầu tiên. Với lại món cuối cùng là em dùng kỹ thuật ẩm thực phân tử là làm tạo bọt bong bóng với lại làm trứng caviar. Thứ ba là sô-cô-la thì mình có sử dụng là phúc bồng tử đỏ, trong đó thì có kèm một chút ít đường, cho nên là nó sẽ rất là dễ cân bằng vị khi mà mình kết hợp. Với món lưu vị là món cuối cùng thì nó cũng giống như là một món dessert để cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái sau cuối buổi tiệc. Đối với cái món hậu vị của mình thì mình muốn đẩy mạnh cái hương vị lên, biến tấu đột phá một chút xíu là khi mà kết hợp sô-cô-la với lại ớt. Mình cũng áp dụng cái ẩm thực phân tử ở trong đó nữa. Hy vọng rằng cái sự mismatch này nó sẽ phù hợp, nó sẽ bùng nổ trong vị giác. Mình hy vọng là ban giám khảo sẽ cảm nhận được cái điều đó và các bạn hãy đón chờ xem cái phản ứng của ban giám khảo như thế nào nhé. Cái loại bánh cuối cùng là lưu vị này thì mình lại muốn nhẹ nhàng, thanh thoát, cho nên là mình nghĩ đây là một cái lựa chọn hoàn hảo cho cái phần bánh lưu vị này. Vậy nó còn xùi ra nè. Em lấy bột chị làm lại. Bình tĩnh Vi ơi, từ từ, không sao hết. Bình thường, bình tĩnh. Không có gì vội vàng hết. Còn một ngày mà. Có những cái lúc gặp trục trặc và bản thân mình khi mình làm chiếc bánh này mình cũng sẽ có gặp những trục trặc. Chỉ mong là đưa ra cách giải quyết vấn đề nó ok nhất, để cho chiếc bánh của bạn dù không hoàn hảo được 100% như bạn muốn thì nó cũng phải được 80, chứ không thể nào không được hoàn thiện. Căn bếp của chúng ta vừa trải qua một khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng và kịch tính. Liệu rằng lần này hai thợ bánh của chúng ta sẽ mang đến những chiếc siêu bánh như thế nào? Ngọc Châu cũng hy vọng rằng với những màn thể hiện tài năng vừa rồi sẽ phần nào làm mãn nhãn của quý vị khán giả. Và thời gian thì cũng chỉ còn một vài phút nữa thôi. Liệu rằng những chiếc siêu bánh nào sẽ được mang đến? Và các thợ bánh sẽ vượt qua thử thách như thế nào? Hãy cùng chờ đón thành quả ngay phần chấm nếm phía sau. Xin mời. Một không gian với một bàn tiệc được trang trí rất là lộng lẫy. Và bên cạnh Ngọc Châu là một chiếc bánh đang thể hiện một biểu tượng của Việt Nam. Vậy thì không biết đây là bàn tiệc và đây là tác phẩm của thợ bánh nào?
Trước khi đến với phần chấm nếm, chúng ta hãy cùng gặp gỡ lại bà giám khảo. Xin mời. Wow, wow. Dòm thấy quá lớn, lộng lẫy ghê nha. Chắc là cao hơn một quá. Ấn tượng, ấn tượng. Wow, wow. Wow, that is amazing. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm của thí sinh Phương Nguyên. Xin mời. Em xin chào ban giám khảo. Lũng Cú Hà Giang là một cái địa điểm rất là đẹp và cũng có rất là nhiều cái địa danh khác ngoài cột cờ Lũng Cú như con đường ở dưới đây. Mọi người thấy đó là con đường hạnh phúc. Con đường này được xây dựng bởi rất là nhiều người dân tộc Kinh và dân tộc Thiểu số. Sau rất là nhiều năm thì con đường này cuối cùng cũng đã được xây dựng nên. Con đường này thường thường nó sẽ là trên một cái núi đứng, nhưng mà em làm thành hình viên kim cương. Em lật con đường này nó xuống thành một con đường ngược. Con đường ngược thì cũng giống như là con đường của em đang đi. Nó không có giống như là cái suy nghĩ của mọi người mà từng quen biết em. Và con đường này là con đường đúng đắn, cũng giống như em chọn bánh là con đường đúng. Em làm thêm một cái địa danh nổi tiếng nữa. Những con vật này em nặng là những con vật cần được bảo tồn. Và những con vật này được em thể hiện rất là chi tiết và sao chép theo tỷ lệ thật của nó và em thu nhỏ lại. Còn đối với hồ biển của rừng Ba Bể thì nó mang màu xanh ngọc bích. Em dùng kỹ thuật điêu khắc sô-cô-la để làm lên chiếc bánh này. Sau đây em xin phép cắt một miếng bánh nhỏ để chứng minh với mọi người đây là một cái bánh chứ không phải là đồ giả. That it's a real cake. Cái phần màu xanh đó em làm bằng cái gì? Dạ, phần màu xanh này là em làm bằng bánh bông lan. Dạ, cái phần kết cấu của em khó nhất là ở viên kim cương đá này. Bởi vì mình phải tính toán chi tiết cho thật là kỹ để mà khi mà nó có cái độ nghiêng á thì nó không có bị sụp đổ hay là bị trì xuống bởi cái sức nặng của nó. Có chút xíu góp ý, lá cờ so với viên cái bảng này á thì lá cờ hơi lớn nên cân bằng lại cái phần đó. I was very moved by your incorporating the endangered animals, the endangered species of Vietnam. What inspired you to do that? I'm an animal activist, so I really appreciated that. Yeah, thank you so much. Đây là một chiếc bánh nói về lịch sử Việt Nam cũng như biểu tượng của Việt Nam, thì em muốn đem cái sự bảo tồn, phát triển và gìn giữ cái nét văn hóa cũng như là những con vật. That's amazing. 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 I love that. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bàn tiệc và những chiếc bánh ngọt được thợ bánh Phương Nguyên chuẩn bị như thế nào. Xin mời. Nồi chiên không dầu house, nồi chiên vạn người mê. Với món đầu tiên bắt đầu cho một cái menu kết nối với lại chiếc bánh này thì em cũng muốn mang đến một chiếc bánh chay, nó mang đậm tính chất Việt. Đó là bánh da lợn. Thường bánh da lợn chúng ta sẽ sử dụng lá dứa và đậu xanh chia làm 3 lớp, bánh tròn, bánh vuông. Nhưng mà đây là em sử dụng da lợn em cuộn lại. Thì mọi người ăn thì mọi người có thể chấm vào sốt đó và quẹt thêm một miếng berry để mọi người ăn thử. Nó sẽ có vị béo, vị chua và thơm của trà. For your first dishes, why did you decide to select this as your beginning entry? Chúng ta vừa nói xong về chiếc bánh bảo tồn và phát triển văn hóa. Cho nên là ở đây em thấy có anh và chị là người nước ngoài và cũng đang sinh sống ở Việt Nam, cho nên em muốn giới thiệu món này đến. Và em có làm đổi mới ra đi một chút để những người Việt Nam như là anh chị giám khảo ở đây thì có ăn có thể có vị nó bùng nổ hơn, nó khác biệt hơn. Vô xài cái puree là vô có bỏ vô đường, vô có bỏ vô cái gì khác hả? Dạ, em thích xài cái puree bởi vì nó có một cái chút đường nhẹ ở trong đó để bảo quản trái cây. Và khi em xài thì em cũng sẽ có nếm lại tùy món. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh thứ hai của thợ bánh Phương Nguyên. Của em á là em làm phát lại món bò Wellington, bên trong là có bò Wagyu, bên ngoài là có phủ một ít sốt nấm truffle, ngoài cùng là có một lớp bánh ăn kèm đậu Hà Lan nghiền, sốt rượu vang. Dạ, em xin mời mọi người ạ. Good. Rưới lên luôn đúng không? Dạ, một ít thôi chị, tại vì cái sốt rượu vang này em làm nó cũng có vị mặn nhẹ. Một chiếc bánh mà cái vị nó rất là lạ và rất là ngon. Ở bột này có cắn lốp không? Dạ em có nhưng mà rất ít ạ. Tại vì em không có muốn cho nó có độ nở nhiều. Em muốn nó bó sát cái bò để mình ăn cho nó
có cái vị kết dính. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh thứ ba của thợ bánh Phương Nguyên. Xin mời. Mấy con bánh rất là xinh đẹp và dễ thương. Em làm chiếc bánh này là em sử dụng siro phúc bồng tử đỏ từ cái cây nguyên của Angros. Em kết hợp một ít chút xíu với lại ớt tạo độ the nhẹ khi mình ăn. Tôi cảm thấy là rất là có ấn tượng với cô thí sinh này, từ cái thuyết trình cho tới cái tạo ra hương vị. Dạ, cảm ơn cô. Đối với cái món thứ ba này cũng là một cái món sắp kết thúc. Sô-cô-la bị đắng mà kết hợp với một vị nồng thì em nghĩ nó sẽ gây lưu luyến cho người ăn. Hậu vị rất là tuyệt vời. Nói chung là Valentine rất là thích cái risk của you. Mình ăn phúc bụng tử, mình bỏ vô ớt là nó show cái personality của you, cái món của you. Nó balance. Maybe một cái phần crusty cho nó một cái phần giòn nữa, cho cái phần texture. Cảm ơn những chia sẻ của ba giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh cuối cùng của thợ bánh Phương Nguyên. Xin mời. Món kết thúc của cái bữa tiệc ngày hôm nay của em, cho nên là em muốn làm một cái món gọi là lưu vị. Em chọn một cái loại trái cây lạ mà ít ai cho vào bánh là cóc. Cóc em ép lấy nước và em làm cái ganache cóc, em kết hợp với lại sô-cô-la trắng với lại whip để em làm lên cái bánh này. Ở trong thì có một ít vị tắc nhẹ. Ở bên ngoài thì có bọc cái gel lì tắc. Thường thường tráng miệng người Việt Nam mình hay ăn trái cây chấm muối ớt. Cho nên là em sẽ làm cái này là cái bánh quy giòn ở giữa là bánh quy muối ớt. Và ở trên cái đám mây phân tử kia thì là một cái chút vị chanh. Cái storytelling nó rất là... Wow, tuyệt vời. Thì lúc như nói là mặt ta muốn ăn rồi. Mình nó không có đúng. Cái cốc, cốc nó không có mùi cốc also. Nó nhẹ quá. That's why là cái gì mình ăn nó không có đúng cái gì you nói. That's why nó little bit disappointing. Em có xài cream không? Dạ em có. Thành ra là ăn thì chú Cao thì phát hiện có cream. Mà có khả năng thì có cream em đánh trước, sau đó lấy cái phần đó trộn, nó sẽ đứng bánh hơn. Sau đánh khoảng chừng 60% thì perfect rồi. Chúc mừng thợ bánh Phương Nguyên đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Yeah. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm của thợ bánh Bảo Khanh. Xin mời. Những cung đường ẩm thực. Em lựa chọn cuốn sách là nền tảng cho cái mô hình này là bởi vì cuốn sách là cái sự đúc kết của trí tuệ con người. Đoàn tàu Bắc Nam là rất là đặc trưng từ xưa đến nay của Việt Nam. Thể hiện ở đây có 3 địa danh. Em thể hiện ở đây là có chùa Một Cột đại diện cho miền Bắc. Nó đặc biệt bởi sự cổ kính và cái kiến trúc và cũng như là những chi tiết tạo hình của chùa Một Cột. Thứ hai là cầu Rồng. Thì cái cầu Rồng này kết nối giao thương giữa các vùng lại với nhau. Cây cầu này làm điểm sáng cho phần miền Trung của mình. Và cuối cùng là kết thúc ở chợ Bến Thành. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là nhộn nhịp và phát triển, thể hiện có sự giao thương rất là nhiều. Cho nên là em lựa chọn chợ Bến Thành là một cái điểm nhấn cho miền Nam cuối cùng. Và cái đoàn tàu của em là cái sự kết nối giữa ba miền. Và đoàn tàu này có xu hướng là vươn ra biển lớn. Mong muốn của em được du ngoạn từ Bắc vào Nam, được trải nghiệm, được học hỏi thêm. Không chỉ là du lịch, không chỉ là kiến thức mà cũng là cái ngành nghề mà em yêu thích. Ra nước ngoài để học hỏi và cũng là mang cái kiến thức và những cái sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài nữa. Chắc là em mời anh Valentine đi. Anh có thể bước lên đây và anh dạ anh khám phá thử coi là em đã rất là cố gắng trong cái phần mà thể hiện. Anh sẽ thấy điều bất ngờ ở phía trong ngôi chùa này. Wow, nó có cái ủa này nó có cái có một cái đèn đúng không rồi, anh? Có cái đèn nó cái đèn đúng rồi. Wow, nó có small details inside nữa. Và nãy giờ thì Châu thấy chị Kiều Anh đang rất là trầm ngâm, kiểu tính toán rất là kỹ về chiếc bánh này. Chiếc bánh đầu tiên thì chúng ta đứng thôi đã cao hơn rồi. Riêng bánh này mình đang để ở trên bàn nên Quanh nghĩ là cần phải đo lại chiều cao.
Dạ, tại vì cái điểm bắt đầu của em là ở phía dưới những cái tập giấy này và điểm kết thúc của em là ở trên đỉnh núi. Dạ. Một vách 39. 39. Tình Hải thấy rằng là cái ý tưởng cũng như cái thể hiện của thí sinh rất là hoàn hảo. Đặc biệt những cái chi tiết á, khi mà mình diễn đạt lên một cái chiếc bánh mô phỏng rất là khó. Nhưng mà Hải ngờ đến với siêu bánh này Hải mới nhìn thấy được điều đó. Và đặc biệt cái nội dung của em thể hiện cái ý tưởng cũng như các cách làm của em được thuyết phục các giám khảo trong đó có tôi tin là như vậy. Yeah. Em xin phép được cắt một phần bánh nhỏ để ban giám khảo cùng chiêm ngưỡng ạ. Ôi là cái khuôn nó tìm ra cũng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó chính là phần bàn tiệc với 4 món bánh. Xin mời. Andrews Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Em cũng muốn mọi người lên tàu cùng em để trải nghiệm một cảm nhận về vị giác của mình ngày hôm nay. Thì đầu tiên là mời mọi người đến một vùng ao đầm nhẹ nhàng thanh thoát. Bánh chay của mình là bánh trôi nước, là một cái loại bánh rất là phổ biến ở Việt Nam. Em có biến tấu một chút xíu là sử dụng nhân hạt dẻ cười để tăng lên cái hương vị và thay đổi một phần kết cấu ở trong. Ở đây có một cái chén là nước dừa, mọi người có thể rưới thêm vào để tăng thêm. Thanh cho chị hỏi là lá này là lá gì vậy? Một loại thuốc của Việt Nam luôn. Dạ, ăn được ạ. Phía dưới em có đệm thêm một ít lửa để làm ấm cái sản phẩm của mình lên. Ấm thì nó sẽ ngon nhất ạ. Cái bánh này á, rất là kết hợp với cái phần cái bánh chăn chi này. Nó là một cái văn hóa của Việt Nam, ẩm thực của Việt Nam. Thì đánh giá cao của phần đó là hôm nay là ăn chỗ nào cũng ngọt, ăn cái này vừa. Rất là ngon nha. Dạ, chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Và xin cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo cũng như là chị Bảo Khanh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiếc bánh thứ hai của thợ bánh Bảo Khanh. Xin mời. Dạ, đây là một món mặn, nhân mặn ở trong thì em kết hợp thịt bò với lại là một chút gan ngỗng và phô mai béo. Em nghĩ rằng khi mà ăn gan ngỗng thì mình nên có một chút rượu vang nhẹ nhẹ lướt qua để cái tăng cái sự kích thích vị giác của mình lên chút xíu. Cho nên là em đã chọn một loại rượu vang nhẹ nhàng thôi. Happy New Year. Yeah. Em mời mọi người đến với khu rừng của em ạ. Có hoa không nè, có cỏ. Phía ngoài cùng thì em sử dụng thịt bò. Thịt bò em phối trộn với một ít thành phần pate gan ngỗng để cho tăng cái vị béo lên, tăng cái độ kết dính lên. Ở phía trong em có bọc thêm gan ngỗng bởi một lớp phô mai. Ở phía ngoài em có kết hợp với một loại sốt, cái vị tỏi hơi nồng để đánh thức cái giác quan của mình. Và khi mà mình ăn với thịt bò, ăn với gan ngỗng và uống với một chút xíu rượu thì mình sẽ cảm thấy là cái năng lượng của mình nó được tiếp thêm. Em thấy anh Valentin thưởng thức rất là enjoy ha. Enjoy luôn, dạ, rất là ngon luôn, rất là ngon. No, very good, ăn ngon hả? I am so impressed by this dish. The presentation was beautiful. Your pastry was flaky and delicious. And the flavors that you developed. Yes. It was creative, it was interesting, it was delicious, and I want to lick the plate. Cái gì luôn giới thiệu cho mình là mình có trong cái dĩa của mình. That's why là nói có một cái khu rừng, cái forest. That's why là mình ăn, là mình có y chang cái gì mình có. That's why là mình đầy đủ ý là đó, đầy đủ hết, là nói được làm được. Dạ, yes, cảm ơn mọi người. Em rất mừng vì em đã khiến cho mọi người hài lòng. Wow, và một chiếc bánh nhận được rất là nhiều sự yêu thích của ban giám khảo, đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh thứ ba của thợ bánh Bảo Khanh. Xin mời. Vừa rồi thì mọi người đã đến với một khu rừng tràn đầy nhựa sống. Thì bây giờ em mời mọi người trên với không trung ạ. Chiếc bánh này thì em muốn thể hiện cho sự khao khát tự do của tất cả mọi người. Tại vì
Trong cuộc sống thì sẽ có những điều mà mình không mong muốn và những điều kìm hãm mình. Cái phần đề con này của mình là khao khát. Này này, dạ, khao khát sự tự do. Good idea. Dạ. Thì món bánh này em có áp dụng cái phần ẩm thực phân tử đối với cái phần sốt ở trên ạ. Mà phối hợp một cái sốt ớt. Dạ. Là nồng cháy hừng hực cái sự khao khát đó, em muốn thể hiện cho cái ý tưởng của thơm mình á. Dạ, là em kết hợp ớt với lại là puree dâu của Andros, và cái phần ở phía dưới là em có sử dụng nguyên liệu sô cô la trắng nhẹ nhàng, vị nhẹ thôi. Dạ, cái phần kem ăn kèm là phần kem vị da ua. I love the sourness of the ice cream. It really blends well with the sweetness of the dessert. Really have that nice mariage of flavors which balances the dish well, and congratulations on the presentation. Beautiful. Very iconic. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với bất ngờ tiếp theo mà chị Bảo Khanh mang đến cho ban giám khảo, chính là món bánh cuối cùng. Xin mời. Mọi người vừa bay lên không trung thì em mời mọi người hạ xuống một đỉnh núi ạ. Một sự kết hợp cũng là ẩm thực phân tử ở cái phần bọt. Farm thì em dùng làm vị táo ạ. Mà muốn thể hiện cái sự the mát, cái sự lạnh của ngọn núi thì ở phía trên em sử dụng cheo ly bạc hà, macaron sử dụng mứt trái cây, trái mặn cầu mà em tự xên kết hợp với một loại hoa là hoa cúc. Phần cuối cùng là một phần mút ở phía trong thì em có sử dụng mút caramel kết hợp với vẫn là một vị bạc hà the mát, bởi vì là mình đang ở trên núi mà. Tầng cuối cùng của em sử dụng là puree, xoài, chanh dây. Dưới cùng đó thì mình sẽ có một ít các loại hạt. Chiếc bánh thì Quanh nhìn rất là ấn tượng. Về cái phần màu xanh là bạn nói là bạc hà. Dạ. Cái vị bạc hà Quanh cũng có cảm nhận được. Vị the nhẹ cũng kích thích cái vị giác. Có điều là cái mức mặn cầu bạn đưa vô trong cái macaron hơi ít chút xíu, chưa đủ vị. Riêng cái phần ở bên trong của bạn kết hợp chung với xoài với hạt. Dạ đúng rồi. Thì cái ở trong là rất là ngon, mềm mại. Cái lưu vị đúng là lưu vị. Xin cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo, và Ngọc Châu xin chúc mừng chị Bảo Khanh đã vượt qua tất cả những thử thách của đêm thi chung kết ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá và hỏi ý từ ban giám khảo. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một ít phút nữa. Lớn đặc biệt mà bạn thích đó, những cái nhỏ li ti những con bọt, và là một cái thông điệp của thế giới luôn. Dạ. Anh ba thì nhận định về mô hình. Cái mô hình đó thì có phần đó cũng là một cái rõ ràng cho chung nước hiểu biết. Two very talented individuals. Yes. Very talented. Sometimes they take a little bit more risk, and sometimes she not succeed because she take risk, but because she try to the sort of food. Sau một hồi thì chúng ta đã đưa ra kết quả, và quán quân sẽ là. Chào mừng sự trở lại của ban giám khảo. Và trước khi đến với phần công bố kết quả thì Ngọc Châu xin phép mời ban giám khảo sẽ chia sẻ cũng như là góp ý và nhận xét về những chiếc siêu bánh mà ngày hôm nay các thợ bánh của chúng ta đã mang đến. Sau cái chương trình của mình today, mình rất là may mắn, mình có hai cái thí sinh rất là giỏi, rất là very good level. Mình đang thử hai cái menu là very very good. Mình rất là khó cho cái winner tonight. The only advice I can give you is stay true to who you are as culinary artists and keep striving to be better. I think they were both amazing. A lot of pressure, but you guys did really well. So many congratulations to you both. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, khó so sánh được, nhưng tôi có ấn tượng hết hai thí sinh. Tôi rất là ấn tượng là các bạn vẫn không bao giờ quên được cái hương vị và những món ăn truyền thống của Việt Nam, bánh trôi nước, bánh da lợn. Thì phải chăng là cái niềm quê hương đối với các bạn làm cho tôi rất là vui, và những chiếc bánh ngon nữa. Tôi rất là đánh giá cao hai vị thợ trẻ. Phải nói là hai vị này đều là có một cái tâm huyết ngành bánh. Xin chúc mừng hai bạn.
trải qua một cái chặng đường cũng không quá dài mà cũng không phải là ngắn, thì Vân Anh nhận thấy là cái sự trưởng thành của hai bạn rất là lớn. Các bạn xuất phát từ là những người thợ bánh là chuyên về tạo hình thôi, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì hai bạn đã từng bước chứng minh cho tất cả khán giả và ban giám khảo thấy được rằng những chiếc bánh của mình ngoài đẹp nhưng mà bên trong rất là ngon. Các bạn đã thể hiện xuất sắc ở cuộc thi này. Hai bạn đã thể hiện được tình yêu của các bạn bên trong bốn cái vị bánh trên bàn tiệc của các bạn, để Vân thấy được rằng ngành bánh Việt Nam của chúng ta có tài năng trẻ đang chờ. Cô Quyên trước ha. Đầu tiên là bạn đưa chúng tôi đến hương vị của một cái loại bánh truyền thống của Việt Nam là bánh da lợn. Một cái hương vị nhẹ nhàng, thanh thoát, có cái phần phá cách bên trong đó. Bánh mặn của bạn đặc biệt rất là ngon. Bạn cũng cho một cái trải nghiệm việc vị giác. Bánh sô-cô-la của bạn cũng cân bằng được cái độ ngọt, độ vừa. Và đặc biệt bạn kết hợp với mức của trái cây đưa cái hương vị tuyệt vời hơn cho cái bánh của bạn. Và cái bánh của bạn đó là cái bánh đặc sắc nhất mà ấn tượng nhất. Tiếp đến là cái phần lưu vị của bạn. Bạn có sử dụng nghệ thuật ẩm thực phân tử bên trong. Chỉ có điều hơi tiếc là không có lưu giữ lại trên cái bánh đó được nhiều. Cái vị Vân cảm nhận được sâu sắc đó không phải là vị cốc giống như bạn chia sẻ. Đó là vị nhúng. Cảm ơn bạn. Về cái phần mà bàn tiệc của Bảo Khanh, chúng tôi rất là bất ngờ vì những gì bạn thể hiện, bốn vị giác rõ ràng, rất đẹp mắt, rất đẳng cấp. Từ cái đầu tiên là bạn chỗ tôi cảm thấy là đó là một tình yêu chè trôi nước của bạn. Bánh mặn của bạn rất là đặc biệt, rất là độc đáo, rất là sáng tạo, rất là đẹp. Cái bánh thứ ba của bạn là bánh sô-cô-la và bạn kết hợp kỹ thuật phân tử bên trong cái mức và cái lưu vị của bạn cuối cùng ấn tượng. Về mô hình thì chị đặc biệt ấn tượng với lại bài của Nguy khi mà Nguy đưa đề tài là mô hình về cột cờ Lũng Cú, đúng không ạ? Chị đánh giá cho bạn về cái tạo hình rất là xuất sắc, về những cái chi tiết thật là tỉ mỉ và rất là giống thật. Về cuốn sách thì chi tiết của em cũng là tương đương với lại Nguy, đặc biệt là về chuồng một cột thì ở trong có cả đền thờ nữa, thì cái chuyện đó là làm cho ban giám khảo rất là bất ngờ. Em đã thể hiện cái đoàn tàu, khi mà đứng ở đây nhìn thì cái đoàn tàu của em nó nổi bật lên hẳn và đúng là nó thể hiện một cái sự vươn ra biển lớn. Thực sự là hai chị đã có một cái bước tiến nó rất dài và cực kỳ thành công, và Châu tin rằng là ngày hôm nay dù cho kết thúc ở vị trí nào đi chăng nữa thì mọi người cũng đều sẽ bước vào một cái chương mới, một cái hành trình mới để mà lan tỏa cái tình yêu bánh của mình đến gần hơn với khán giả, đúng không ạ? Chắc có lẽ là mình sẽ rất là nhớ cái cảm giác này. Mình sẽ rất là nhớ máy quay, mình cũng sẽ nhớ cái vị giám khảo, mình cũng sẽ nhớ cái cảm giác hồi hộp khi mà phải chờ đợi đề thi. Chắc là cái tập chung kết này là một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên được. Bởi vì mình đồng hành được với team của mình được thử thách bản thân gấp rất là nhiều lần. Thời khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay đã đến. Ngọc Trang xin phép mời anh Valentin sẽ đại diện ban giám khảo cũng như là đại diện chương trình công bố quán quân mùa đầu tiên của siêu bánh. Ooh la la. Ooh la la. Hey, who is the winner of the season 1 of Super Cake? Ai nghĩ là Phương Nguyên? Vỗ tay cho Phương Nguyên. Cảm ơn. Vỗ tay cho Bảo Khanh. The winner is... Bảo Khanh và Bảo Khanh! Chúc mừng chị Bảo Khanh, như vậy có nghĩa thợ bánh Bảo Khanh đã trở thành quán quân của siêu bánh mùa đầu tiên! Và chúc mừng chị Phương Nguyên đã trở thành á quân của siêu bánh mùa đầu tiên! Giỏi lắm, tuyệt vời lắm. Mình nói tiếc rất là nhiều, nhưng mà cũng không sao. Vẫn sẽ có nhiều cuộc thi khác diễn ra mà. Rồi mình sẽ lại tiếp tục hành trình, mình sẽ lại trau dồi bản thân và sẽ phát huy hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao thưởng dành cho quán quân mùa đầu tiên của chương trình siêu bánh. Tổng trị giá giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 150 triệu đồng. Ngọc Châu xin phép được công bố giải thưởng như sau. Một chiếc cúp quán quân và giải thưởng bao gồm tiền mặt trị giá 50 triệu đồng cùng một năm sử dụng sản phẩm Android Professional trị giá 15 triệu đồng.
Kèm theo đó, người chiến thắng sẽ nhận thêm một bộ sản phẩm gia dụng nhà bếp cao cấp trị giá 27 triệu đồng, sẽ là một bộ sản phẩm kem trang trí trị giá 13 triệu đồng. Và chưa hết, quán quân sẽ còn nhận được một suất đại diện Việt Nam đi thi quốc tế, gói tài trợ trị giá 50 triệu đồng. Và bây giờ, con xin mời cô Ba Huân sẽ tiến lên trao giải thưởng dành cho Á quân là chị Phương Nguyên. Và giải thưởng dành cho Á quân bao gồm một kỷ niệm chương và các giải thưởng với tổng trị giá là 50 triệu đồng. Một lần nữa, Ngọc Châu xin chúc mừng hai thợ bánh của chúng ta. Xin chúc mừng quán quân mùa đầu tiên là thợ bánh Bảo Khanh và Á quân mùa đầu tiên của siêu bánh là thợ bánh Phương Nguyên. Ngọc Châu cũng xin gửi lời cảm ơn đến các vị thảo đã dành thời gian đồng hành cùng với chung kết siêu bánh ngày hôm nay. Xin cảm ơn Antrop Professional, nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi siêu bánh và Ngọc Châu hy vọng rằng siêu bánh mùa đầu tiên đã có thể mang đến những trải nghiệm thú vị dành cho khán giả. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Yeah.